Hello, chào mừng các bạn đến với Tiến sĩ Lê Hồng Tư. Tôi đang ở trên hồ bơi. Thì gần 6 tháng đã bơi lội, sức khỏe nay tốt các bạn. Trước đây bị gút hầm mấy năm rồi. Có những giai đoạn là gần như ngày nào cũng phải uống thuốc. Nhưng mà gần đây á thì có khi một tuần không uống thuốc và bắt đầu có thể ăn đậu hũ được. Chứ trước đây ăn đậu hũ vô là nó nhức chịu không nổi. Thì lợi ích của bơi lội thì các bạn biết rồi. Đây là hồ bơi rất sạch sẽ, tôi bơi từ sáng sớm. Thành tích thì có thể bơi được 1 tiếng hồ không nghỉ. Thì tôi muốn nói các bạn một chủ đề: bản lĩnh của khởi nghiệp. Thì tôi muốn dành cho các bạn trẻ, những bạn sinh viên, thanh niên, các bạn muốn khởi nghiệp thì chắc chắn hai con số này các bạn cần phải lưu ý. Thứ nhất là những doanh nhân, những tỷ phú, họ trước khi thành công họ đổ gãy 3,8 lần, có nghĩa là có người đổ gãy nhiều hơn, có người đổ gãy ít hơn. Vì vậy các bạn hãy lưu ý là chắc chắn, và sinh viên thanh niên khi khởi nghiệp thì chính 100 bạn sẽ thất bại 95 bạn trong 3 năm đầu. Vì vậy các bạn hãy nhớ, chắc chắn khi các bạn bước vào khởi nghiệp là thất bại là gần như không thể tránh khỏi. Nhưng để giữ vững cái bản lĩnh khởi nghiệp của mình thì các bạn phải kiên trì, và các bạn luôn học tập không ngừng, và các bạn luôn có những người thầy dẫn đường. Thì các bạn có những người cố vấn, có những sách tăng, có mạnh thường quân hỗ trợ thì điều đó là rất hay. Nhưng nếu không có thì sao? Thì đòi hỏi các bạn phải luôn luôn làm việc đều đặn, kiên trì, và những lần đầu tiên bỏ vốn ít thôi, đừng bao giờ bỏ vốn nhiều, bởi vì chắc chắn các bạn sẽ thất bại. Và hãy nhớ là thứ hai là khi các bạn khởi nghiệp thì nên có vài bạn cùng chí hướng, cùng làm cái group để mà tiến hành khởi nghiệp. Và các bạn nhớ, khi bạn khởi nghiệp thì các bạn thiếu rất nhiều kỹ năng, có khi hàng trăm kỹ năng. Những người thành công họ rất nhiều kỹ năng các bạn: kỹ năng giao tiếp, kỹ năng bán hàng, kỹ năng làm việc đội nhóm. Ba kỹ năng này rất quan trọng nhưng bạn thường sẽ thiếu. Vì vậy các bạn hãy nhớ, khi khởi nghiệp, các bạn quyết tâm khởi nghiệp thì các bạn phải có bản lĩnh, phải có khí phách, phải kiên trì, phải có dũng khí, biết trước nó sẽ thất bại nhưng vẫn làm để có những bài học. Và các bạn hãy nhớ rằng những người thành công, những tỷ phú, những doanh nhân, họ độ tuổi từ 35 đến 40 thì họ mới có thể tạo dựng sự nghiệp. Còn thành công sớm các bạn khó giữ, người ta nói rằng giàu sớm là khó giữ tiền. Thì các bạn hãy like, chia sẻ, comment. Tối thứ tư ngày vào lúc 19 giờ 20 tháng 3, tôi sẽ có buổi live stream về chủ đề những cuốn sách hấp dẫn để bạn tự viết sách. Cảm ơn các bạn, cảm ơn các bạn, nhớ hãy rủ nhiều người cùng xem.